Vào một tương lai không xa, con người đã phát triển vượt bậc với những công nghệ tiên tiến. Ta có Aris. Cô là một học viên của trường đào tạo và ngày kế tiếp sẽ là ngày cô được đi cắm trại trên hành tinh khác với trường. Aris rất hào hức. Mẹ cô đã bắt cô phải kiểm tra lại đầy đủ mọi thứ do tính của cô rất hậu đậu. Sáng hôm sau, Aris đã đến cảng vũ trụ để chuẩn bị khởi hành. Giữa đường thì cô vô tình đụng trúng một bà lão. Bà trước đây cũng từng đi cắm trại giống cô nên chia sẻ cho ít kinh nghiệm. Đột nhiên một tên cướp chạy qua và giật luôn túi sách của Aris một thanh niên đã chạy đến và đuổi theo tên cướp cậu ta đuổi kịp và đá tên cướp rơi khỏi xe robot cảnh sát sau đó cũng đến nhưng lại hiểu nhầm cậu ta là mối nguy hiểm nên đã bắt đi cùng lúc đó những người tham gia buổi cắm trại cũng đã có mặt aris do sự cố vừa rồi nên đến muộn chỉ huy muốn cô giới thiệu bản thân về cơ bản thì ta đã biết nhưng có một thông tin thú vị về aris rằng cô chưa hề quên mặt một ai khi đã nhìn qua chỉ huy sau đó đã giải thích lại một lần nữa rằng họ sẽ đưa 8 người ở đây đến hành tinh chỉ định kia để cắm trại sau đó trở về, 8 học viên đây đều được chọn nên hầu như chưa ai quen ai trước đây. Sẽ có nhiều nhóm khác nhau với mỗi nhiệm vụ riêng và với nhóm này thì nhiệm vụ là phải mang theo cô nhóc 10 tuổi Phoenicia này. Aris thắc mắc vì nhóm 8 người và thêm một người từ nhiệm vụ là phải có đến 9 vậy mà đến giờ người cuối vẫn chưa có mặt thì chỉ huy nghĩ là người cuối đã đến muộn nên chắc phải bỏ lại. Nhưng đúng lúc này thì thanh niên bị bắt oan hồi nãy đã được đưa về đây. Cậu ta cho biết bản thân là Kanata và tự xưng là đội trưởng. Nhưng cái trước đấy phải bầu ra nên Kanata chỉ đang nói phép. Cả nhóm sau đó đã bắt đầu đi thay trang phục để sẵn sàng lên đường. Lúc lên tàu, cả nhóm muốn xem thử ai là người hợp làm đội trưởng. Kanata tự ứng cử nhưng chẳng ai thèm chọn cậu. Mới đầu nên ai trong nhóm này cũng cố tỏ ra xa cách với những người khác. Riêng Aris là người duy nhất muốn kết thân với tất cả. Vì đã thực hiện xong bước nhảy nên cả nhóm có thể thoải mái thư giãn và chờ 4 tiếng sau sẽ đến nơi. Aris đã đến để cảm ơn Kanata vì đã giúp cô. Cô muốn biết sao Kanata lại muốn trở thành đội trưởng. Cậu chia sẻ rằng bản thân muốn được đi phiêu lưu khắp vũ trụ và trở thành đội trưởng sẽ là bước đầu. Kanata cho biết ước mơ này không chỉ của riêng cậu mà còn là của người ân nhân đã dẫn lỗi cho cậu. Vì người đó đã mất vì tai nạn nên Kanata càng quyết tâm phải thực hiện nó hơn. Bốn tiếng trôi qua nhanh chóng và cả nhóm đã chính thức đến hành tinh khác để cắm trại. Kiểm tra qua địa chất thì vẫn không có gì bất thường nên chỉ huy yêu cầu họ mang đồ xuống khỏi tàu để ông trở về. Vừa tiếp đất, cả nhóm đã nhìn qua một lượt rồi chụp ảnh các thứ. Kanata muốn tất cả theo mình đến điểm cắm trại, nhưng cô gái tóc tím trong đội thấy có một thứ gì đó kỳ lạ đằng kia. Một khối cầu lớn rừng sững trước mặt họ, tóc tím mạnh dạn bước lên xem thử. Cô chạm thử vào khối cầu và đột nhiên bị nó hút lấy, cả nhóm đã sợ hãi mà kéo nhau bỏ chạy, nhưng từng người một bị hút vào trong đó. Kanata là người cuối cùng, trong lúc trôi giặt cậu đã mơ về ngày mà người thầy của mình bị trượt khỏi vách núi sau khi cố cứu một người khác trong đoàn. Kanata tràng tỉnh thì tất cả họ đang bị trôi giặt ngoài không gian. Đường truyền liên lạc vẫn ổn nên Kanata cố bơi lại chỗ từng người một. Xem qua tình hình thì cả nhóm đã bị mất liên lạc với bên chỉ. Họ thấy có một phi thuyền gần đó nên quyết định dùng bộ đẩy và tập trung lại ở chỗ con tàu. Tuy không ai xem Kanata là chỉ huy nhưng trong tình thế này tất cả đều nghe theo chỉ dẫn của cậu và thành công đưa cả người lẫn hành lý đến được chỗ con tàu cả nhóm ngay lập tức vào được bên trong con tàu nhiên liệu vẫn còn và canada bắt đầu kiểm tra lại từng người nhưng rồi họ nhận ra là thiếu một canada xem kỹ lại thì nhận ra aris vẫn còn ở bên ngoài do cô bị trôi ra xa nhất nên lúc nãy đã không nghe tiếng của canada chỉ dẫn người thì hoảng loạn người thì không muốn cứu aris vì sợ sẽ hết nhiên liệu nhưng canada đã mạnh mẽ và quyết định bản thân sẽ đi cứu aris cậu đã buộc dây móc vào bộ đồ và để mọi người căn chỉnh hướng Kanata được tóc trắng đây là rách tính toán quỹ đạo và cứ 5 giây cậu hãy dùng bộ đẩy một lần và để quán tính lo liệu phần còn lại. Aris thì bắt đầu sợ hãi do không thấy một ai và rồi cô đã gặp lại được Canada. Lúc cả hai sắp với được nhau thì dây đã tới giới hạn khiến Canada bị kéo về. Canada đã đánh liều và gỡ dây ra. Cậu tận dụng số nhiên liệu còn lại để bay đến bắt lấy Aris và xả hết nhiên liệu để trở về cứ tưởng đã can chuẩn hướng về tàu thì thanh niên tóc đen Anga cho biết quỹ đạo của cả hai đã lệch một ít và có khả năng sẽ trôi qua khỏi tàu. Jack đã nghĩ ra một ý tưởng. Anga đã lấy thân mình ra để dứng Kanata lại, còn những người còn lại đã kết thành một sợi dây và kéo cả ba về lại tàu. Lên lại tàu, Kanata nghĩ rằng họ nên ngồi chờ bên nhà trường đến giải cứu. Nhưng Jack vừa khảo sát xong và cho biết hành tinh trước mặt họ là một hành tinh không có sự sống. Và nơi này cách hành tinh ban đầu đến 5.000 năm ánh sáng cho nên cơ hội được cứu gần như bằng không. Cô gái tóc tím ban nãy là Luca đã cho rằng đây có khi chỉ là một bài kiểm tra của các thầy cô chứ đâu ra lại có một chiếc tàu vũ trụ này ở đây. Họ cũng không dám chắc vì khi thầy cô sẽ không làm mấy việc nguy hiểm như này. Tóm lại bây giờ nếu tàu này mà không lái được thì coi như nơi này chẳng khác nào một cục sắt. Cả bọn nhớ ra rằng Jack có bằng lái tàu. Jack cứ đã thử tính toán và họ có thể sẽ không cần lo về nhiên liệu của tàu. Nhưng để lái tàu từ đây về hành tinh ban đầu cũng mất ít nhất 3 tháng trong khi thực phẩm của họ dù giảm tải ra sao cũng chỉ cầm cự được 20 ngày. Anga cho rằng mọi thứ đã vô vọng và cho rằng Jack dù có là thiên tài thì trường hợp này thì cũng chỉ đến vậy. Cả hai định gây gổ thì Kanata đã cản lại. Cậu đã cho họ biết về việc bản thân và nhóm leo núi trước đây đã gặp tai nạn và phải tự sinh tồn ra sao. Cho nên cậu muốn tất cả hãy cố gắng giúp đỡ nhau và đừng đánh mất hy vọng. Aris cũng hưởng ứng với cậu vì cô đã được tất cả cùng đồng lòng cứu giúp. Cả nhóm sau đó đã chịu yên ổn và giới thiệu bản thân ra hơn trước mọi người. Tóc vàng đây là Quinn, Jack và Luca thì đã biết trước đó. Người tiếp theo là Chuck, có thể mạnh về sinh học. Cô gái rụt rè này là Jun và cuối cùng là Anga cùng cô em gái của cả đoàn Phoenicia. Canada đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Cậu muốn Jack tìm xem gần đây có hành tinh nào đủ điều kiện như nước uống và thức ăn hay không? Thay vì lái một mạch về lại điểm ban đầu thì họ có thể di chuyển và dừng chân tại những hành tinh khác nhau để bổ sung lương thực và rồi tiếp tục lên đường. Jack đã dò tìm và vạch ra được lộ trình đi qua năm hành tinh để về lại nơi ban đầu. Tất cả đã không chần chừ mà chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Mọi người đã cùng nhau đi đến một quyết định là cho Kanata làm đội trưởng. Vì cậu đã làm tốt trong việc kết nối tất cả lại với nhau cũng như ý tưởng cho lộ trình này, Kanata đã nghiện nhưng còn tỏ ra ngại. Tuy nhiên sau cùng cậu vẫn rất cảm kích tất cả mọi người. Họ đã cùng nhau đặt tên cho con tàu là Astra và thế là cuộc hành trình của Astra bắt đầu. Sau 3 ngày, cả nhóm chính thức đến được hành tinh đầu tiên, mục tiêu đặt ra là kiếm đủ thức ăn cho 20 ngày. Aris không hề lo lắng mà còn háo hức cho cuộc đổ bộ. Mới tiếp đất thì ai cũng lo sợ vì có những sinh vật to lớn tại đây, nhưng cả nhóm vẫn bình tĩnh. Kanata đã chia ra 3 nhóm, Jack và em út của đoàn sẽ ở lại tàu, Jun và Anga sẽ đi tìm nước và nhóm còn lại đi kiếm thức ăn cả bọn đã hướng đến việc tìm hoa quả trước và tránh mấy cái màu đỏ ra. nhưng khi tiến vào rừng thì mớ thực vật trông lạ hoặc khiến Canada cũng bó tay. nhưng chắc với kiến thức sinh học dồi dào đã xác định được những thứ tương đồng với mấy loài thực vật đã biết. Canada ra chỉ thị là cứ nhặt hết rồi gom lại phân loại sau. Quinn sau đó bị dọa bởi mấy sinh vật trong rừng, nhưng chắc thì hoàn toàn thấy vui vẻ với chúng. cả bọn thì thay vì nghiêm túc tìm đồ ăn thì lại vui chơi trước tiên. Aris tìm ra một cái cây như bạt lò so nên cả bọn rủ nhau lên chơi. Quinn vẫn nghiêm túc với việc hái lượng thì vô tình nắm chúng cây lạ. Nó bật ra như dù và đưa cô lên bạt chung với cả nhóm. Canada cho rằng họ nên thư giãn với những thứ mới mẻ rồi mới tìm đồ ăn sau. Bên kia cũng đã tìm được nước về tàu nên nhóm Canada cũng phải nhanh chóng mang thức ăn về, trên đường về. Cả nhóm lại chạm mặt với quả cầu dịch chuyển kia, nó đuổi theo buộc cả nhóm phải cắm đầu chạy. Không ai nhớ đường ra nhưng Aris thì nhớ được hết nên cô đã dẫn họ ra được khỏi rừng. Vừa ra khỏi thì quả cầu kia cũng biến mất. Lúc về tàu, Kanata cho biết quả cầu kia không chắc sẽ đưa họ về lại nơi ban đầu vì cậu thấy trong lõi chỉ toàn một màu đen của không gian. Kanata sau đó đã bốc đồ lên ăn dù chưa chắc có an toàn hay không. Việc cậu thiếu suy nghĩ và cố tỏ ra là một đội trưởng khiến Quinn thấy ghét nên cả hai đã quay ra cãi vã. Kanata thề sẽ đi săn con rồng về đây để Quinn phải thừa nhận bản thân là đội trưởng. Jack thấy Quinn đã đi hơi xa. Cũng vì tiếng đó của cô mà lâu nay cô đã mất không ít bạn bè. Quinn gắt gỏng lên và cho rằng chẳng ai ở đây là bạn cô. Kể cả Phoenicia cố thuyết phục cô thân thiện với mọi người thì cô cũng nổi nóng hơn và bỏ đi. Jack cùng cả đoàn sau đó đã phải đi tìm. Jack cho biết cậu và Quinn là bạn từ nhỏ. Quinn từ nhỏ đã không có bố, mẹ thì luôn đi làm. Cho nên cô chỉ ở với quản gia cùng những người hầu nên sinh cái tính ích kỷ. Phoenicia là một đứa trẻ mồ côi được mẹ Quinn đưa về nuôi. Nhưng cô chưa bao giờ xem Phoenicia là em gái. Cũng chẳng thể trách cô do từ nhỏ mẹ đã chẳng quan tâm đến cô. Chưa từng có ai dạy cho cô cách biết yêu thương là như thế nào. Đột nhiên cả nhóm lạc mất Phuny. Lúc tìm thấy thì cô bé đã ở trên cây lò xo. Nhưng vì lý do gì đó mà cái cây đột nhiên cao vút lên. Chắc cho rằng mấy cái cây này phản ứng với ánh sáng nên có lẽ đến tối chúng sẽ thu lại. Nhưng lũ rồng thì lại không cho họ thời gian để chờ đợi. Quyên Bình thường luôn không quan tâm đến Phuny nhưng trước tình cảnh này cô không thể tỏ ra lạnh nhạt nổi. Nhưng Kanata đã từ xa chạy đến. Cậu nhảy từ trên núi thẳng qua một cái cây. Cứ thế Kanata dần dần tiếp cận được Phuny nhưng con rồng đã gắp Fury và bay lên cao. Kanata chắc chắn không thể với tới, nhưng may mắn cho cậu khi gần đó có một cành cây cứng như một thanh giáo mà Luca bỏ quên trước đó. Kanata đã ném chiếc giáo kia đi và thành công hạ được con rồng và cứu được Fury. Cậu đã nhảy qua để đỡ Fury xuống thì lại kiệt sức mà ngã. May mắn là Queen đã thả mấy cái cây giống dù kia lên và giúp Kanata cũng như Fury tiếp đất an toàn. Queen giờ mới chịu thành thật với lòng và gọi Fury là em gái. Cô cũng xin lỗi Kanata vì đã nói sai về cậu. Cả nhóm cũng bất ngờ vì Kanata là một vận động viên nổi tiếng trước đây. Kanata phủ nhận nó vì trước đây chỉ cha cậu mới là vận động viên. Cậu chưa từng có giấc mơ đó nhưng cậu vẫn bị ông ép buộc nên cậu đã chạy trốn để rồi gặp được người thầy đã thay đổi ước mơ cho cậu. Nhưng rồi khi tai nạn ngày đó xảy ra thì Kanata đã quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn. Cậu cũng thấy bản thân không hợp với chức đội trưởng vì hành động quá liều lĩnh, nhưng cả nhóm lại cho rằng hành động quyết đoán mới là đức tính của một thủ lĩnh. Cả nhóm sau đó đã mang con rồng về chế biến và có được món ngon đầu tiên trong suốt cả hành trình. Jack cũng cho biết cậu vừa làm được một chiếc máy có thể giám định thực phẩm nên giờ không cần phải lo việc thức ăn có độc hay không. Cả nhóm tối đó đã sắm sửa đủ thức ăn cho 20 ngày tiếp theo, đêm đến khi cả nhóm đã đi ngủ. Jack đã cho Canada biết rằng thiết bị liên lạc của tàu đã bị ai đó cắt mất, kết cắt rất mới chứng tỏ trong đoàn có một importer. Vì chuyện đó nên Canada đã quyết định quan sát mọi người kỹ hơn, Aris thì được loại bỏ do phần lớn thời gian cô luôn ở cạnh Canada. Charles thì có vẻ tốt bụng và luôn chăm lo cho cả nhóm nên vẫn chưa chắc chắn. Jack thì là người đã phát hiện ra nên có thể xem là người đáng tin cậy. Funi thì chắc là không phải vì cô bé chỉ mới 10 tuổi. Luca cũng có thể là nghi phạm vì am hiểu về công nghệ. Quy là một người khó tính và dễ cọc cằn. Nhìn có vẻ đáng nghi nhưng cũng không dám chắc. Jun, một người xấu hổ và ít bộc lộ nên cũng là người bí ẩn nhất. Người cuối là Anga. Người thiếu hợp tác nhất và luôn làm theo ý mình. Sống khép kín và không hề muốn làm thân với bất kỳ ai. Sau 20 ngày linh đinh thì họ cũng đã đến hành tinh tiếp theo. Rách lại thông báo với mọi người thì tất cả giờ mới tìm ra được một sự thật trong việc mà Filny nghe được trước đây. Ngày Filny được nhận nuôi cũng là ngày mà Aris chuyển đến đây, nhưng đêm trước khi được nhận nuôi. Filny có nghe được chuyện mà từ hai người đàn ông rằng mục tiêu là phải đưa Filny cùng những người khác vào B5. Kanata hiểu ra tất cả rằng nhóm của họ lúc xuất phát được gắn cho số hiệu là b 5 tức là việc họ được chọn đi cắm trại thực ra là họ đang bị người ta trừ khử anga cho biết cha cậu ta là hiệu phó ông ta luôn xấu hổ về anga nên cũng có thể do chính ông là người đã sắp xếp để cố loại bỏ cả cậu nhưng thông tin vẫn chưa chắc chắn nên chưa thể vội kết luôn jack đã ra hiệu cho canada để cậu nói ra toàn bộ canada đã thông báo về việc trong đoàn có kẻ phản bội cả đoàn quay ra nghi ngờ nhau nhưng aris vẫn chọn tin tưởng tất cả quyên muốn cô chứng minh nhưng trong tình cảnh này thì đâu thể lấy gì mà chứng minh aris đã muốn tất cả ngồi lại ăn uống và nói chuyện cả nhóm ăn xong thì đã bình tĩnh lại và bắt đầu suy xét thử họ suy nghĩ thử xem động cơ của tên phản bội là gì và tại sao hắn lại liều cả mạng mình họ tính đến việc tên phản bội sẵn sàng hy sinh thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng đúng lúc này thì tàu đột nhiên gặp sự cố họ tưởng tên phản bội ra tay nhưng chắc tìm ra nguyên nhân là do va chạm với thiên thạch vì jack cứ nãy giờ đã không lái tàu Kanata cho Jack đi sửa phần trọng lực. Luca thì bịt lỗ lại. Luca đã nhanh chóng xử lý xong chiếc lỗ, nhưng Jack gọi đến cho biết máy phát điện sắp hỏng vì nơi này cũng có một lỗ. Charles báo thêm việc cả con tàu đang bị khí quyển kéo xuống. Jack ước tính là họ chỉ còn 9 phút đến khi rơi và sẽ không kịp để sửa. Nhưng Aris đã cứu nguy khi cô tìm thấy nguồn điện dự phòng. Anga cũng tìm thấy dây cáp trong kho nên nếu nhanh thì họ có thể kéo dây từ nguồn điện đến phòng trọng lực. Cả nhóm đã ngay lập tức chốt kế hoạch. Jack sẽ lo liệu phần điều khiển. Luca đi bịt lỗ ở phòng điện. Chắc đến chỗ điện dự phòng còn những người khác lo việc dẫn dây. Đột nhiên Jun bị một cục nước đập vào mặt khiến cô bị sặc. Quinn đã phải nắn lại để sơ cứu nên Canada đã phải thay đổi. Funi sẽ đi thay Jun còn cô thì ở lại để canh cửa. Thời gian gấp rút và nhanh chóng chỉ còn 2 phút. Cáp đã được nối đầy đủ và giờ chỉ còn cắm điện vào bộ điều khiển trọng lực. Nhưng có lỗi xảy ra khiến trọng lực không thể khôi phục. Một sinh vật gì đó đã bay vào trong tàu. Jack muốn canada bắt nó lại ngay vì chỉ còn hơn một phút trước khi chạm đất canada không thể đuổi kịp nên Anga đã tiến vào cậu ta mượn khẩu súng keo của Luca và nhờ cả hai giữ chặt bản thân lại Anga nhắm kỹ và thành công khóa được sinh vật kia lại trọng lực đã được khôi phục và việc còn lại phải trông chờ ở Jack cậu ta cũng đã cho phi thuyền hạ cánh an toàn và cứu sống tất cả Jack có lời khen đến Anga nhưng cậu ta chẳng thèm đến xỉa đến Anga đã trở về phòng vì cậu ta mới tìm được trong kho một khẩu súng Nhật ký hành trình ngày 25, cả nhóm đã chính thức đặt chân lên hành tinh thứ hai trong lịch trình. Cả nhóm vừa thoát chết nhưng đã cùng nhau đưa ra một quyết định rằng họ sẽ mặc kệ kẻ phản bội có làm gì. Họ chỉ cần đoàn kết lại với nhau và không nghi ngờ lẫn nhau là được. Vừa đặt chân lên hành tinh, Canada đã bị lún do đất nơi đây khá mền. Cả bọn không biết phải đi đâu để tìm thức ăn vì xung quanh chỉ toàn là đất cát. Canada muốn tất cả cứ tận hưởng vì họ không chỉ lạc mà đồng thời còn cắm trại cậu đã cho tất cả chia nhóm để đi tìm thức ăn nhờ cái giám định của Jack nên công việc tìm thức ăn không còn quá khó khăn trong lúc nhóm Canada đi kiếm đồ ăn nhóm Jack đã tìm được nước uống từ những cây xương rồng Jun gần như chẳng làm được gì mấy nên bị Anga xem là đồ vô dụng Jack nhìn quanh thấy có khá khá xác động vật đang dần bị ăn mất bởi loại rượu này đột nhiên một loài sinh vật ở đây đã đến kết thân với cả nhóm chỉ cần cho nó ít rau là chúng đã sẵn sàng cho họ cưỡi lên nhờ vậy mà việc vận chuyển đồ về khá nhanh chóng Canada cũng đã về đây. Cậu cho rằng vấn đề thức ăn đã không cần phải lo, nhưng loại cây họ mới hái chưa gì đã khô héo. Jack cho rằng loại cây này không thể lưu trữ để làm thực phẩm được. Và đã cuối ngày nhưng thức ăn hiện tại vẫn là rất ít, chỉ đủ sinh tồn trong 3 đến 5 ngày. Cả nhóm đã đành phải ở lại hành tinh này thêm một thời gian để bổ sung thực phẩm. Luca có đồ về việc Jun sẽ rất đói nếu thức ăn ít như này khiến cô tự ti vì cho rằng bản thân là gánh nặng. Sáng hôm sau, Aris chạy đến báo tin rằng Jun đã bỏ đi và để lại lời nhắn trong phòng. Cả hội đã kéo nhau đi tìm nhưng chỉ mỗi Kanata tìm thấy. Jun đã cố bỏ chạy thì cậu đã đuổi theo. Kanata giữ được Jun lại. Nhưng cô không muốn ở gần nên Kanata đã nói chuyện qua thiết bị liên lạc. Kanata biết cô đeo kính không phải vì cận mà là vì để tránh tóc che mất tìm nhìn và cũng để tránh nổi bật. Jun chia sẻ rằng bản thân từ nhỏ đã được nuôi dạy để tránh trở nên nổi bật. Cũng vì vậy mà cô chẳng thể tìm được điểm mạnh của bản thân. Trong lúc đó, chắc và những người khác quyết định về tàu họp lại trước nhưng họ vô tình hít chúng một loại độc do cái cây này phát ra chắc nhận ra chính cái cây này là thứ đã giết chết sinh vật quanh đây cậu đã gắng sức để liên lạc cho canada và cầu cứu canada đã đến và cùng Jun đưa mọi người về tàu canada muốn quên tìm cách cứu chữa vì cô là bác sĩ duy nhất ở đây cô khám qua nhưng nhận thấy được thiết bị trên tàu không đủ cứu chữa canada đã tìm đến chắc để hỏi xem tự nhiên sẽ có cây nào giúp chữa lại hay không Chắc cho biết là có thể vì nếu không có thuốc giải thì hành tinh này đã không còn sự sống nào nữa. Tự nhiên thường rất cân bằng chứ không như tựa game 200 năm nào đó. Du nhớ ra rằng cả hai đã cho con vật kia ăn một loại cây và giúp nó bình phục nên hẳn đó chính là thuốc giải. Kanata đã quay lại chỗ cũ để tìm thử. Jun cho biết cô tìm được thuốc ở đống rêu. Jack nhận ra mớ rêu ở gốc cây kia chính là nơi sinh ra thuốc giải. Kanata đã cố lết đến gốc và đào bới xung quanh nhưng tỷ lệ xuất hiện thuốc giải là rất thấp. Quý lúc này vì tiếp xúc nhiều nên cũng đã bị nhiễm và chỉ còn một mình Jun. Cô quyết định sẽ vượt qua mặc cảm về bản thân. Jun đã cất tiếng hát vì ước mơ ngày trước của cô là làm ca sĩ. Giọng hát của Jun đã phần nào xua đi được nỗi đau của mọi người. Còn Kanata đã bơi mãi vẫn chưa tìm ra. Cậu quyết định đánh liều và bỏ mũ bảo hộ ra để bị nhiễm. Nhưng ngay khi cậu bị nhiễm thì thuốc giải lần lượt mọc ra. Kanata đã nhanh tay lấy một bông để tự chữa cho bản thân. Sinh vật kia cũng đã đến để đưa Kanata trở về. Nhờ đó mà tất cả đã được cứu. Cả nhóm đều thích thú với giọng hát của Jun, nghe được lời động viên từ mọi người Jun đã nhận ra những người bạn đây là những người đáng để cô tin tưởng. Cả nhóm ngày hôm sau đã quay lại cái cây kia vì Charles cho rằng cây này là một loại nấm nên có thể ăn được và khi giám định thì đúng là có ăn được, độc nhưng ngon, cả nhóm đã dành ra 5 ngày thu thập thức ăn và sau đó lên đường rời đi. Lúc rời đi, một vài người đã khóc sướt mướt khi phải chia tay những con thú đã thân trong năm ngày vừa qua. Tuy trải nghiệm không mấy vui vẻ nhưng cũng đã khiến tình cảm khăng khít hơn. Trong lúc đó ở trái đất, nhà trường đã gần như bất lực trong việc tìm kiếm. Bố của Anga kiêm hiệu phó cho rằng họ nên chấp nhận sự thật và tuyên bố 9 học viên đã thực sự mất tích, nhưng mẹ của Aris vẫn không từ bỏ hy vọng. Dù tất cả phụ huynh của những người khác đều dần chấp nhận sự thật là con của họ đã thật sự mất tích hoặc đã chết. Bà cho rằng việc các con mất tích nhưng lại không tìm thấy hành lý trên kia chứng tỏ có thể họ đã bị trôi giạt ngoài vũ trụ, nhưng chi phí tìm kiếm ở ngoài vũ trụ khá đắt nên họ đành bất lực. Quay lại với cả nhóm, Hôm nay đã là ngày thứ 49 và cả nhóm đã dừng chân lại ở một hành tinh với đại dương gần như lấn át hết phần lục địa. Cả nhóm tranh thủ ở lại đây 5 ngày để xả hơi cũng như là để vui chơi trên biển. Quinn thì nằm tận hưởng ánh nắng, Jack và Kanata thì rủ nhau đi bắt cá, Anga thì săn được vài con chim nhờ vào cây cung mà Luca chế tạo. Chuck thì đi hái về được mưa trái cây. Tất cả đều ăn được khiến Quinn thấy hành tinh này chẳng khác gì thiên đường nên đòi ở lại đây luôn. Họ thắc mắc là Jun và Aris đâu thì Queen cho biết là cả hai đang đi chơi đâu đó quanh đây. Queen đã đi tìm thử thì thấy Aris mặc khá là lộ liễu nên muốn cô đi tấn công Kanata thử. Cả bọn chiều đó đã họp lại ăn uống. Jack nhận thấy sinh vật nơi đây sinh sản không cần con được nên sẽ chẳng bao giờ có tình trạng tuyệt chủng của một giống loài. Nói cách khác thứ ăn ở đây có thể xem là vô tận. Tối đến, cả hội con gái họp lại. Queen muốn Aris thú nhận vì ai cũng nhận ra cô thích Kanata cô chỉ xem canada là ân nhân nên cũng chỉ thích sờ sờ cô cũng phản biện lại Quinn vì họ đều nhận thấy cô thích Jack. quyên cố bật ngược lại và f Aris phải đi hỏi canada thử xem cậu có bạn gái hay chưa cô đã dũng cảm đến tìm canada cô hỏi né tránh một tí nhưng canada vẫn quá ngốc để nhận ra đến khi cô hỏi thẳng thì canada lại đồ cợt khiến cô tức giận mà bỏ về quyên cũng bực quá mà vào chửi canada một câu rồi rời đi sáng hôm sau anga lại săn về được một vài con chim cậu ta là luca đã rủ nhau đi câu cá và tâm sự chút ít trong lúc câu cả hai đã có nói qua về bố mình với anga thì như đã biết trước đó nhưng khi anga nghe qua họ của luca thì liền thay đổi sắc mặt vì bố luca là một thượng nghị sĩ chiều đến cả nhóm đã ngồi lại với nhau họ hơi tiếc vì ngày hôm sau sẽ phải rời đi khỏi nơi này luca quyết định chụp lại vài bức để làm kỷ niệm cho lúc trở về họ đều không quan tâm đến kẻ phản bội nữa nhưng đột nhiên anga đã lấy khẩu súng tìm được trước đây ra và chĩa vào luca Cậu ta muốn tất cả đứng yên nếu không sẽ nổ súng, tất cả đều nghĩ Anga là kẻ phản bội, nhưng cậu ta cho biết đây là lý do cá nhân và ai muốn tin hay không thì tùy. Luca muốn biết lý do thì Anga nói ra tất cả, rằng cậu có một người anh rất thân thiết, trước đến đây chưa từng một ai đối xử với cậu tử tế ngoài anh, công việc của người anh là nhà báo, và mục tiêu mà anh đang nhắm đến chính là bố của Luca với việc tình nghi là nhận hối lộ, nhưng đột nhiên vào một ngày anh cậu được tìm thấy là đã chết vì rơi từ trên cao xuống, cảnh sát cho rằng đấy là tự sát. Nhưng Anga biết rõ đây là mưu sát vì chẳng ai lại đi tự sát vào ngày sinh nhật của em trai mình dù đã mua quà cho nó cả. Canada muốn bằng chứng nhưng nếu có thì cậu ta đã công bố từ lâu rồi, Luca cũng không hề muốn bảo vệ cho cha mình. Anga từ lâu đã nuôi khát vọng trả thù nhưng chỉ khi lên tàu thì cậu ta mới thực sự có một khẩu súng và giờ tình cờ thì mục tiêu lại ở đây. Cậu ta nghĩ nếu giết Luca thì người bố đó sẽ đau khổ khi mất đi người thừa kế. Luca đã phủ nhận điều đó và cho biết bản thân chưa từng được yêu thương và người thừa kế sẽ là người em trai. Lý do cũng được đưa ra là vì Luca là một người không rõ giới tính, tức là vừa là nam vừa là nữ. Bố Luca cũng chưa biết điều này nhưng nếu biết thì Luca đã bị đuổi ra khỏi nhà vì Luca ban đầu chỉ là con nuôi. Cho nên Luca sẵn sàng để áp ga bắn nếu việc đó có thể khiến bố buồn thì cô, cậu cũng mãn nguyện, chả biết xương kiểu gì luôn. Thôi gọi tên là được, Canada lúc này cũng mới nhận ra điểm chung giữa tất cả là đều có mối bất hòa với cha mẹ. Nhưng cậu vẫn không thể chắc vì có Aris là vẫn còn yêu quý mẹ mình. Đột nhiên cậu thấy từ xa mặt trời đang xuống nhanh hơn bình thường. Canada nhận ra tai ương sắp đến nên kêu tất cả về tàu. Anga và Luca đã không lên kịp và bị sóng cuốn đi. Jack buộc phải cho tàu bay lên và hạ thấp nhất có thể để mọi người cùng tìm hai thành viên dưới kia. Luca đã kịp bám vào một cái cây nên vẫn chưa bị cuốn đi. Anga cũng trôi qua và được Luca kịp thời giữ lại. Nhưng Anga không muốn bản thân mắc nợ ai và cũng hối hận vì hành động vừa rồi nên đã bỏ tay ra. Đang nằm chờ cái kết thì Kanata đã móc dây vào và nhảy xuống cứu cậu ta. Lúc kéo lên vẫn khá chật vật, Anga hết sức nên không cố bám lấy nữa. Kanata quyết sẽ không để vụt mất và hối hận như trước đây nên đã gồng hết sức kéo Anga lên. Luca đang bám tốt nên cũng được kéo lên ngay sau đó. Anga đã xin lỗi tất cả nhưng không một ai có ý trách móc gì Anga. Jack thì thấy vấn đề này không đơn giản như họ nghĩ. Vì việc một chính trị gia nhận hối lộ đã không còn quá xa lạ và to tát, cho nên cậu nghĩ là chuyện mọi người bị lạc ở đây cũng có một phần liên quan. Và kẻ phản bội hẳn là đã bị ép buộc phải làm như vậy. Anga quyết tâm sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện khi trở về nên sẽ đồng ý hợp tác với tất cả. Tối đó vào bữa ăn, Quinn đã cố hỏi lý do Charles luôn tốt bụng với Aris. Cô cũng hiểu ra và muốn lợi dụng cơ hội này để thử làm Kanata ghen. Nhưng Kanata vẫn quá ngốc để nhận ra chuyện gì và cứ lo ăn. Quinn nhớ ra việc trước đây ở trường chỉ có duy nhất một lớp sinh học nên hẳn là chắc đã từng học ở đó aris thì thấy lạ vì trước đó cô cũng đã từng đến học ở lớp sinh học nhưng chưa từng thấy chắc cũng không có chuyện cô nhớ sai vì aris có chi nhớ hoàn hảo canada muốn một lời giải thích nên chắc cho biết bản thân cũng là một học sinh chuyển trường và đến đây trước ngày khởi hành cả bọn muốn biết lý do chắc chưa từng nói điều này trước đây jack không muốn đào sâu hơn nhưng với tình cảnh này thì việc thiếu lý do cũng gần như là khẳng định việc chắc được cử đến để thủ tiêu họ Charles không muốn bị những người bạn nghi ngờ nên cũng đã kể ra rằng bản thân là người thuộc dòng dõi quý tộc. Sau chiến tranh, đất nước của Charles là nơi duy nhất còn được vua cai quản. Nhưng vì vậy mà công nghệ ở đây vẫn còn lạc hậu như thời Trung Cổ. Quanh nơi này là một tường thành cao nên gần như là nội bất xuất ngoại bất nhập. Và Charles là người trong quý tộc đó. Cậu quen một cô bạn nhưng cô chỉ là thường dân. Dù vậy thì cả hai vẫn thường trốn đi chơi với nhau. Nhưng vào một lần khi cậu dẫn cô bạn ấy vào khu vực của quý tộc chơi thì cả hai đen đuổi khi bị cảnh vệ bắt được cô bạn kia đã cố thoát ra nên cắn vào tay cảnh vệ để rồi bị hất xuống khỏi tường thành cao may mắn là cô bạn kia còn sống đen đủi là chắc bị trách phạt còn cô bạn kia thì hôn mê sâu mãi vẫn chua tỉnh lại một thời gian sau gia đình cô gái kia rời đi chắc bỏ đi khỏi nơi đó và làm quen với cuộc sống mới do chưa thích nghi nên cậu mới không dám nói ra với mọi người trước đây ai nấy đều khóc dòng khi nghe chuyện và lỡ trách nhầm chắc cậu thì lễ vui vì bản thân đã chút được phần nào đó đau thương và có thể xem như là kiếm được một gia đình. Mới cho bản thân, nhật ký hành trình ngày thứ 51, tuy mọi thứ vẫn còn khúc mắc nhưng tất cả vẫn đoàn kết và trên hành trình đến với hành tinh tiếp theo, ngày thứ 75, cả nhóm đã chính thức đến nơi tiếp theo. Nhưng hành tinh này không hề quay nên một mặt của hành tinh sẽ là cái nóng chết chóc và không có nước, và mặt còn lại thì chỉ là bóng tối và cái lạnh chết người. Suy ra nơi duy nhất họ có thể đặt chân xuống là phần giữa của hành tinh, cả nhóm lên đường và nhận thấy phần giữa này có sinh vật sống tốt và thực vật cũng không ít. Nhưng đi một đoạn thì mấy thứ nguy hiểm đã xuất hiện. Tàu Astra bị một cái cây khổng lồ tóm lấy. Jack đã dùng hết sức để xoay tàu và xoắn đứt cái cây kia. Nhưng chưa đi được bao xa thì tàu gặp sự cố khiến việc điều hướng không thể ổn định. Jack đã dùng hết khả năng để cho tàu hạ thấp xuống. Nhưng do đã khiến tàu bị va đập và hạ cánh không mấy êm đẹp. Tin vui là tàu con nguyên vẹn và người cũng ổn. Tin xấu là bộ điều hướng của tàu đã hư hại nặng. Sau khi kiểm tra thì Jack cho biết tàu vẫn bay được nhưng chỉ bay được ở trong hành tinh này chứ ngoài không gian thì gần như bó tay. Dụng cụ để sửa cũng không có nên việc họ sẽ phải mặc kẹt tại đây là gần như chắc chắn, ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Anga muốn Kanata thôi ủ rũ mà động viên mọi người cố gắng như trước đây. Kanata lấy lại tinh thần và kêu gọi mọi người đi kiếm đồ ăn rồi tính tiếp. Nhóm 5 người đã được dẫn đầu bởi Charles để đi kiếm thức ăn. Ai nấy đều khó chấp nhận kết cục nhưng Anga vẫn chọn không từ bỏ hy vọng đột nhiên phiêu ni nhận thấy có thứ gì đó ở phía tối đằng kia trong lúc đó queen vẫn chưa hết hoảng loạn nên jack đã cho cô lựa chọn một là sống với mọi người hai là dùng bùa ngủ đông duy nhất trên tàu và ngủ đến khi có người khám phá ra nơi này nhưng như vậy chẳng khác nào cô sẽ mãi cô đơn nên queen đã chấp nhận thả sống với mọi người còn hơn đột nhiên chắc gọi về và muốn cả nhóm tập hợp lại xem thử họ đã cùng nhau đến xem và canada ngạc nhiên khi có một tàu astra khác ở đây nhưng tàu này đã cũ jack canada và anga sẽ vào trong xem thử Điện vẫn còn, cấu trúc tàu là giống hệt với tàu Astra, nhưng tàu thì chắc chắn là không còn bay được nữa. Đột nhiên cả ba tìm thấy một lời nhắn cầu cứu và nhận ra tù này con người. Cả ba tìm đến bờ ngủ đông và người này đã ngủ được 12 năm. Canada quyết định sẽ đánh thức người này. Vừa cứu ra thì Canada đã cho đi gọi Queen và mang cô về tàu. Cô nghĩ rằng bản thân đã được cứu về trái đất. Nhưng tỉnh lại đi ông cháu ơi, cô sau đó đã giới thiệu bản thân là Lena và là một phi hành gia. Cô cùng đoàn của mình đang mang nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh có sự sống mới nhưng lại gặp sự cố và hạ cánh nơi đây. Phi hành đoàn đã rời đi và không trở lại cho nên cô mới đánh cược vào việc ngủ đông. Lina nghĩ là đã có thể được về nhưng họ đã thông báo việc tàu đã bị hỏng khiến cô bị sốc mà ngất đi. Nhưng đột nhiên Aris nghĩ ra được một cách mà thiên tài 200 IQ như Jack cũng không nghĩ ra. Cô cho rằng tàu Astra chỉ hư mỗi phần lò phản ứng và điều hướng, trong khi tàu bên kia thì những đó còn nguyên. Vậy là chỉ cần tách rời và thay thế lại là họ đã có tàu mới. Jack thấy hoàn toàn khả quan do con tàu này có cơ chế tách ra ba phần. Họ sau đó đã đi đưa con tàu của Lina về đây để chuẩn bị công cuộc tháo rỡ. Sau một ngày công cuộc kết nối đã hoàn tất, Lina đã hỏi Jun năm này là bao nhiêu thì bị sốc khi chỉ mới là 12 năm sau. Nhưng cô không nói ra lý do bản thân hoảng hốt. Ngày thứ 80, Calata thông báo là tàu đã có thể tiếp tục khởi hành. Charles cũng đứng lên nói vài điều về vấn đề thực phẩm, rằng ở hành tinh này động vật và thực vật chẳng thể phân biệt nổi vì bên ngoài là thực nhưng bên trong lại có nội tạng như động vật cho nên chỉ cần bắt được thì thức ăn vẫn sẽ đảm bảo được dinh dưỡng cách bắt cũng khá dễ khi chỉ cần chùm khăn lên và ngăn chúng quang hợp thì chúng sẽ bất động quyên và jack đã đi cặp để bắt đồ ăn cả hai có ngồi lại trò chuyện và quyên đã lỡ nói ra ước mơ được làm vợ jack cậu cũng không bất ngờ vì lúc nhỏ cả hai đã từng hứa với nhau điều tương tự quyên không jack lại quan tâm đến lời hứa đó như vậy dù khi đó cả hai chỉ là trẻ con cả nhóm sau khi thu thập xong thì quyết định lên đường nhưng Kanata đã đồng ý đi xem thử chuyện đã xảy ra với đồng đội của Lina. Họ hạ cánh xuống nơi mà Lina nhớ được và tìm thấy xe trước đây của họ cùng thẻ tên của một vài người. Lina nhận ra nguy hiểm đang trốn dưới đất nên gọi tất cả bỏ chạy. Mấy cái cây chui lên nhưng một trong số đó đang giữ một cái thẻ tên. Kanata hứa sẽ lấy lại nó, chi Lina và để mọi người đưa cô về tàu. Kanata với kinh nghiệm để mình đã làm một cú nhảy xào và lấy về được chiếc thẻ tên. Cả nhóm sau đó đã chính thức rời khỏi hành tinh này sau 11 ngày ở đây. Kanata muốn mở tiệc chào mừng Lina nhưng Quy nhận thấy có điều lạ. Khi cả nhóm kiểm tra máu để hiến cho Lina thì cô nhận thấy bản thân và Funi chung một dòng máu. Cô không chắc liệu Funi có phải em gái ruột hay không nên tối đó Jack đã thay cô xét nghiệm bằng máy tính. Đêm đến Jack phát hiện ra một bí mật động trời qua thí nghiệm. Cậu đã nói trước cho mình Kanata rằng Funi và Quinn là cùng một người. Sáng hôm sau, Kanata và Jack đã tập hợp mọi người lại. Cả công bố chuyện Quinn và Funi có chung DNA một cách kỳ lạ. Kanata nghĩ rằng có khi Funi chính là nhân bản từ Queen và cũng có khả năng toàn bộ những người ở đây đều là nhân bản từ chính phụ huynh của họ. Jack không phản đối vì bố cậu đang nghiên cứu về việc chuyển đổi ký ức nên có thể họ đang muốn chuyển ký ức của bản thân qua để trẻ hóa lại. Trong lúc đó ở trái đất, nghi ngờ của cả nhóm là đúng khi kế hoạch này gồm có bố của Jack, Kanata, Anga, Luca và mẹ của Queen tham gia. Họ đã tạo ra bản sao của mình nhưng vì nhà nước đột nhiên ban một điều luật gì đó và buộc phải Kiểm tra DNA nên họ mới sợ bị lộ việc nhân bản nên đã cho cả nhóm lên không gian và thủ tiêu. Jack cũng đoán được phần nào tất cả. Aris cho biết cô và mẹ rất yêu thương nhau nhưng họ vẫn không thể chắc chắn nên nếu tình huống tệ nhất thì có thể Aris không phải con ruột. Ai nấy đều đau khổ đến bất lực nhưng Calata tuyên bố rằng cả nhóm sẽ cố gắng trở về và công bố kế hoạch này ra ánh sáng để bản gốc là bố mẹ bị bắt đi. Có như vậy thì họ mới trở thành được những người mà họ muốn. Cả nhóm vài ngày sau đã lấy lại bình tĩnh. Cho chắc hơn thì Canada đã đi hỏi thăm từng người. Không một ai còn bị sốc khi biết sự thật. Ngược lại thì một vài người thấy nhẹ nhõm hơn. Anga thì quyết tâm trở thành nhà báo hơn để vạch trần và tống giam hết tất cả những người có tham gia vào chuyện này. Aris thì vẫn chấp nhận mẹ dù bản thân có là bản sao hay thật sự là con ruột thì cô vẫn chỉ xem mẹ mình là người duy nhất cho cô cảm giác được yêu thương. Trong lúc đó, Jack và Quinn đã tâm sự với nhau và cả hai quyết định công bố với mọi người rằng họ sẽ kết hôn. Cả bọn réo lên in ỏi. Aris muốn biết ai là người tỏ tình trước. Jack tự nhận là bản thân và lâu giờ cậu đã luôn thích Quinn và thấy cô rất dễ thương. Cả bọn từ quá khích đã chuyển qua lo sợ vì Jack quá nguy hiểm. Cả bọn quyết định ăn mừng cho vụ lần này. Vài ngày sau, kính viễn vọng đã được sửa nên họ đã có thể thấy được hành tinh quê nhà. Lina ra ngoài xem chuyện thì bật khóc vì có thể nhìn lại được trái đất. Nhưng cô thấy trái đất quá lạ, nhưng cả nhóm đều không hiểu cô nói gì. Vì hành tinh quê nhà của họ không phải trái đất mà là Astra họ đã ngồi lại để tìm hiểu vài thứ. Canada nghĩ rằng Lina là người ngoài hành tinh, nhưng Jack cho rằng cậu đang nói nhảm, vì tất cả đều là con người. Đều nói chung ngôn ngữ, Aris cũng biết được những nước mà Lina chỉ vì đã có đọc qua trong sách. Cho nên họ đi đến một kết luận rằng Lina là người của thời đại trước đây. Họ thử xét qua về lịch sử thì có khá nhiều tương đồng nên câu trả lời vừa rồi xem ra là hợp lý nhất. Nhưng đột nhiên Aris phát hiện được điểm khác với lịch sử mà Lina biết. Cô đã phải thốt lên "Chúa ơi" nhưng Kanata lại hỏi thêm rằng "chúa là gì?". Lina đã nhận ra thế giới của họ không qua cả tôn giáo, Lina muốn cả nhóm kể lại toàn bộ lịch sử cho cô nghe. Aris kể rằng trước đây con người đã nhận ra sự ngu ngốc của chiến tranh nên đã lập ra một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn, và cứ thế phát triển đến nay. Lina cũng nói ra về bên bản thân rằng vào gần 20 năm trước, trái đất dự đoán là sắp va chạm với một tiểu hành tinh, cho nên con người đã nghĩ ra cách là tìm hành tinh mới và bắt đầu di dân. Nhưng việc di dân toàn bộ là không thể nên con người đã tạo ra lỗ sâu nhân LTAOG nhằm dịch chuyển tất cả đi và khối cầu trắng đã đưa cả nhóm đến hành tinh ban đầu là một lỗ sâu. Cho nên hẳn hành tinh băng ban đầu họ thấy thật sự là trái đất xưa kia và con người đã hoàn toàn di dân sang hành tinh mới là Astra. Jack cứ vẫn thấy bất thường về niên đại khi trên lý thuyết thì cuộc di dân chỉ mới cách đây 7 năm nên đâu thể khác biệt được cả về lịch sử. Aris muốn tất cả dừng tranh luận tại đây và họ sẽ tìm ra sự thật lúc trở về. Tất cả đều đồng tình và lên đường đến hành tinh cuối. Đêm đó, Canada đã đến tìm Aris vì có chuyện quan trọng cần nói. Ngày 111, cả nhóm chính thức đặt chân lên hành tinh cuối cùng. Như thường lệ, một nhóm sẽ đi tìm nước, một nhóm tìm thức ăn và một đến hai người ở lại tàu. Vì nơi này khá yên bình nên việc tìm thực phẩm cũng dễ hơn. Canada và Aris đã tách đoàn một lúc. cả hai có mở lòng với nhau một chút và sau đó thì ngại quá nên tách nhau. Kanata chạy đi tìm thêm vài thứ thì gặp lại lỗ sâu so nên đã cắm cổ chạy. Cậu chạy vào một hang động và gặp lại Aris ở đây. Nhưng lỗ sau cũng đã biến mất. Ngày hôm sau, Kanata đã cho Charles và Jack biết về việc bản thân bị tấn công và người bị nghi ngờ là Anga. Họ quyết định bẫy Anga bằng cách để Charles đi theo nhằm dụ Anga thủ tiêu một người. Nhưng ngay lúc ra tay thì Kanata và Jack sẽ lao ra ngăn lại. Cả hai đã vào lại bên trong hang động. Charles vẫn nghe theo kế hoạch và cố chờ Anga ra tay. Nhưng đột nhiên Kanata gọi đến bảo rằng hủy bỏ kế hoạch do Funi đột nhiên mất tích. chắc chưa định hình được thì đã bị Anga di súng. Lỗ sâu được kích hoạt và Kanata đã chạy vào khống chế chắc vì chính cậu ta là người điều khiển lỗ sâu. Chắc không còn gì để chối cãi. Tất cả đều có mặt trong kế hoạch này. Lý do cậu ta bị bắt là vì ở hành tinh đầu tiên kẻ phản bội sẽ là người bị hút vào sau cùng. Aris là người nhớ được toàn bộ. Charles thừa nhận sự thật rằng lúc đó đáng lẽ bản thân đã phải thủ tiêu hết tất cả nhưng cả nhóm đã quá may mắn khi gặp được con tàu này. Cho nên chính cha là người đã phá hỏng thiết bị liên lạc. Và đúng là cậu ta được giao cho nhiệm vụ này để che giấu tội ác của các vị phụ huynh. Charles là một nhân bản nhưng chỉ khác ở chỗ cậu tự nhận thức được điều đó. Charles kể lại rằng, cậu vốn dĩ được tạo ra để làm vỏ bọc cho nhà vua. Từ lâu cậu đã nhận ra nhưng lại quyết định dâng hiến hết mình cho nhà vua để cuộc đời này có ý nghĩa và đến một ngày khi kế hoạch đang vào vòng nguy hiểm thì vua đã ép cậu phải trừ khử hết những bản sao khác canada muốn chắc suy nghĩ lại vì cậu không hề xấu xa chắc đã giúp đỡ cả nhóm rất nhiều nên họ mới S có thể đến được đây và nếu chắc không tốt thì cậu đã thủ tiêu họ được hai lần trước đây chắc cho canada biết rằng cậu đã nhầm chắc không do dự khi cố thủ tiêu tất cả cậu chỉ do dự vì không muốn kéo aris vào vì cô chính là bản sao của cô bạn năm xưa mà chắc để vụt mất Cô bạn đó không phải là thường dân mà là một công chúa, nhưng cô không chấp nhận việc phi nhân tính như là có bản sao nên đã lên kế hoạch để Aris và một người hầu bỏ trốn. Và người hầu đó cũng chính là mẹ của Aris hiện tại. Vua cha khi biết được thì muốn tạo ra bản sao mới nhưng cô vẫn tiếp tục từ chối. Cô đau xót vì chắc không thể sống theo ý mình. Thời gian cứ thế trôi. Cho đến một ngày, lúc cả hai đi dạo trong rừng. Công chúa đã bị một kẻ nào đó cố tình đẩy ngã xuống vách núi. Chắc bị trách phạt và bị giam lại trong ngục nhưng một tuần trước chuyến đi thì cậu được thả và trao cho nhiệm vụ này cậu đã rất vui khi thấy Ares nên cậu sẽ đưa cô về cho nhà vua và thanh thản nhận lấy cái kết cho bản thân khi đã cống hiến được hết mình canada tức giận và đấm vào mồm chắc tất cả đều muốn chắc tự cởi bỏ xiềng xích của bản thân vì suốt chuyến đi chắc luôn là người vui vẻ nhất vì cậu nhận ra được bản thân đã thực sự tự do cậu không cần phải nghe theo một ai nữa mà hãy sống cho bản thân và sống cho điều chắc thực sự yêu quý thay đổi như cách jun đã vượt qua sự tự ti Charles thú nhận bản thân rất quý mọi người, nhưng mặc cảm tội lỗi là quá lớn nên cậu đã lấy ra chiếc điều khiển thứ hai. Canada biết rõ Charles định tự sát nên đã liều mình chạy qua bên kia. Cậu giờ đã có lại đôi giày, chống trọng lực nên nhảy qua được lỗ sâu và muốn Charles tắt nó đi. Charles vẫn cứng đầu nhưng lỗ sâu đã sát bên. Canada đưa tay ngăn lại và sắp bị hút vào khiến Charles vì lo lòng nên đã tắt nó đi. Một cánh tay của Canada đã bị lỗ sâu cắt đứt buộc cả nhóm phải chạy đến cầm máu. Charles thực sự hối hận và hết lời xin lỗi. Kanata cũng không trách mà chỉ muốn cậu trả lễ khi về đến nhà. Cả nhóm sau đó đã trở về. Quinn đã làm phẫu thuật cho Kanata. Cô không phục cậu vì không có thuốc mê mà vẫn chịu đựng được. Chắc vẫn còn tự trách bản thân nên muốn rách cái nhốt mình lại và khi về thì hãy giao cậu cho cảnh sát. Kanata đã không nghỉ ngơi mà đi ra đây. Kanata không ngủ nổi và cậu cũng không thù gì Chắc. Cậu chỉ muốn Chắc cố sống cho bản thân. Ai trong tàu không đồng tình với việc tha thứ thì Kanata sẽ dùng tay trái còn lại và đấm hết từng đứa. Bộ trưởng đã lên tiếng như vậy nên cũng chẳng ai phản đối gì. Canada giờ mới thấy đau lại nên chuyến của Charles để sau rồi kể nốt. Jack muốn ngày mai cả nhóm lại tiếp tục đi tìm thức ăn. Còn Canada thì liệu hồn mà nghỉ ngơi cho đủ. Họ đã ở đây được 7 ngày. Thực phẩm và khí hậu đều rất ổn để sinh sống nên chỉ cần chờ Canada bình phục là sẽ lên đường. Aris thật sự thích thú với chuyến đi. Đến ngày 120, cả nhóm đã thu thập đủ và Canada cũng đã bình phục nên họ đã lên đường trở về quê nhà. Kanata cảm thấy như bị bỏ rơi vì ai nấy đều vui vẻ trong lúc khám phá nơi này còn cậu thì phải ở tàu. Giờ thì cả nhóm phải nghĩ ra đôi sách khi trở về và Charles cũng phải kể hết mọi thứ ra, rằng chuyện trước đây con người sinh sống trên trái đất. Đúng, cuộc di dân đã diễn ra. Đúng, di dân thông qua lỗ sâu. Cũng đúng nốt, nhưng giờ mới là phần còn thiếu. Thông tin về cuộc di dân đã khiến con người hoang mang và lo lắng nên khi qua thế giới mới được hai tháng thì chiến tranh đã nổ ra nhằm tranh giành đất đai nhưng họ đã sớm nhận ra nó quá vô nghĩa vì một nửa con người đã bị diệt chủng. Cho nên hòa bình được thiết lập, và sau 4 năm khi di dân thành công thì trái đất chính thức bay màu. Con người cũng đã loại bỏ lỗ sâu so vì nó là một thứ nguy hiểm nếu để lọt vào tay khủng bố. Tất cả nghiên cứu về nó bị xóa sạch. Nhưng chỉ hoàng gia nhà Charles là âm thầm giữ lại một cái. Và thông tin về cuộc di dân đã bị giấu kín nên chính phủ đã tạo ra một lịch sử giả để che mắt người dân. Anga thấy quá hoang đường vì con người đâu thể xây dựng cả một nền văn minh như này trong chưa đầy 10 năm. Jack nhận ra chính phủ đã hoàn thành công cuộc xây dựng từ 100 năm trước nhưng họ cũng đã nói dối người dân và nghiêm cấm người dân tiết lộ cho thế hệ con cháu. Lina nhận ra điều này có nghĩa là cô đã ngủ đến 112 năm thay vì 12 năm. Cô đã sốc khi nhận ra bản thân đã là một người hơn trăm tuổi. Cũng không ai có thể trách vì chính phủ nói dối là để giữ hòa bình. Nhưng nhóm Canada muốn con người phải sống thật với lịch sử nên sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng. Họ quyết định giảm tốc độ lại và tìm người liên lạc. Anga biết một sĩ quan đã từng cũng anh cậu điều tra nên muốn liên lạc đến người đó nhưng vì không có địa chỉ nên họ sẽ nhờ mẹ của Aris giúp. Cả nhóm phải làm cách này để tránh bị chính phủ nhắm đến và thủ tiêu lần nữa. Ngày 139, cả nhóm đã chính thức về trước hành tinh quê nhà. Họ đã dừng lại ở ngoài này để Aris gửi tin cùng nhật ký hành trình về cho mẹ mình. Họ đã chờ vài ngày thì phát hiện có vài con tàu tiếp cận đến. Trong lúc đó, nhà vua và kẻ cố ám sát công chúa đã bị anh cảnh sát mà Anga liên lạc đến bắt. Anh ta nhận thấy bí mật của thế giới sắp bị phơi bày nhưng đây là điều cần thiết để thế giới mạnh mẽ hơn quay lại với tàu astra những chiếc tàu kia đã liên lạc và cho họ biết bản gốc của họ đã bị bắt và chào mừng trở về ai nấy đều vui sướng tột cùng cả nhóm đã quây quần lại để nhớ về những ký ức trên chuyến hành trình một nửa phi hành đoàn đều sâu sắc với việc được canada cứu cả nhóm đã chính thức hạ cánh lại ở quê hương thân yêu những bản gốc đã thật sự bị bắt giữ báo chí thì kéo đến đông nghịt để xin phỏng vấn cả nhóm còn tàu astra thì được bảo tàng mua lại để trưng bày vì là đồ của thời đại trước phỏng vấn diễn ra hàng ngày canada và jack còn được chính phủ gọi đến để đàm phán về vấn đề công bố sự thật nhưng canada vẫn nhất quyết sẽ công bố bằng bất cứ giá nào và tất nhiên chuyện người dân nổi dậy biểu tình và chống đối chính phủ là không thể tránh nhưng chuyện đó cũng dần tan biến đi canada thì viết một cuốn sách về những chuyện trong hành trình queen thì trở thành một người mẫu thay vì là bác sĩ Jack thì trở thành vua mới của vương quốc kia cậu đã công bố bí mật về lỗ sâu cũng như phá rỡ đi tưởng thành. Cả nhóm đã hoàn toàn tốt nghiệp và 7 năm sau đó trôi qua, Anga giờ đã thực sự là một nhà báo. Cậu đã đến thăm cha để chắc chắn rằng anh trai có phải bị cha của Luca sát hại hay không thì đúng là như vậy. Còn Lina giờ đã làm giảng viên trong một trường đại học. đi cũng đang theo học tại nơi đó. Anga đã đến đón Lina đi phỏng vấn. Trong lúc đó thì hội chị em đã kéo nhau đến tìm Jun. Cô giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng nên hội chị em cũng khó mà vào. Luca có hỏi thử về Jack và Kanata, nhưng cả hai thì đang chuẩn bị cho việc bay ra ngoài không gian để khám phá. Quinn và Jack thì đã cưới nhau, Kanata và Aris cũng vậy nhưng cả hai vẫn chưa thông báo cho mọi người. Còn Jax khi trở thành vua thì đã cưới công chúa trước đây, cho nên có thể xem như Aris là con gái của Jax còn Kanata trở thành con rể. Các cô gái sau đó đã vào xem buổi diễn của Jun rồi mới kéo nhau đi ăn mừng sau. Canada và Jack thì đã hùng vốn và mua lại con tàu Astra ngày trước để cùng nó phiêu lưu một lần nữa. Canada đã thực sự mua được một con tàu sau 7 năm, cậu cũng được Jack làm cho một cánh tay giả. Cả hai định lên đường thì Charles cũng đến tham gia. Charles đã hứa nên dù có bỏ bê việc nước thì cậu cũng phải làm cho tới. Họ dự định sẽ quay lại hành tinh đầu tiên mà cả nhóm được thầy đưa đến để đặt lỗ sâu và dần dần đến những hành tinh khác để kết nối chúng thành đường thông qua các hành tinh cả nhóm chính thức lên đường và mang theo khao khát của toàn bộ thành viên